Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân. Tập 34. Chương 331, Chúa Tể Chiến Trường, Cầm Nã Thử Đệ. Nhìn nội dung biểu hiện trên miếng ngọc, Lý Thanh lập tức giật nảy mình. Tin tức này tổng hợp lại tất cả tin tức có thể thu thập được trong phạm vi thế lực của hắn. Dưới công năng khôi phục của miếng ngọc, hắn lại khiến cho hắn tái tạo ra mục đích chân thật của bốn đạo thống lớn liên tục xuất hiện ở toàn bộ phương Bắc. Thật là tốt, bọn người kia lại muốn tiêu diệt Chư Tử Bách Gia, lấy phương Bắc làm cứ điểm công chiếm đại đường. Sắc mặt hơi trầm ngâm, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội, nếu đã biết được kế hoạch của các ngươi, vậy chỉ cần mỗi người các ngươi đều bị che giấu đều bị đào ra. Sau đó, lại thông qua đủ loại phương thức của độc thủ phía sau màn tiết lộ cho những thiên mệnh chi tử này. Để bọn họ đi thanh lý ám tử của tứ đại đạo thống, phá hủy toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Đã có thể gia tăng cảm giác tồn tại của thiên mệnh chi tử trong mắt các thế lực lớn, cũng sẽ khiến bọn họ nghi hoặc vì sao độc thủ phía sau màn muốn trợ giúp những thiên mệnh chi tử này. Nhiễu loạn tầm mắt của bọn họ, để cho bọn họ đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên người những thiên mệnh chi tử này. Ha ha, có người càng xuất sắc đứng ở phía trước, các ngươi càng khó chú ý tới sự hiện hữu của ta. Còn có thể để phương Bắc càng thêm an toàn, tranh thủ cho ta nhiều thời gian hơn. Lịch sử 5.000 năm kiếp trước đã sớm nói cho ta biết. Ổn định là thời điểm tốt nhất, người thắng cuối cùng trong loạn thế, phần lớn đều là thời kỳ hòa bình đã tích lũy đầy đủ thế lực. Phát triển lương thực, xây tường cao, chậm rãi xưng vương. Phương Bắc loạn càng muộn, cơ hội của ta lại càng lớn. Ha ha, ta muốn tất cả mọi người đều vì ta mà may giá y. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia hàn quang nguy hiểm. Vừa đi, vừa lấy ra sổ ghi chép trống, bắt đầu tiến hành hoàn nguyên đối với mỗi một huyện thành, mỗi một thành thị nhỏ, người của các đại tà ma, đạo thống. Thông qua suy đoán mơ hồ, để ngọc bản hoàn nguyên, từng người tìm ra tên và thân phận của những người này, còn có đẳng cấp tu vi. Chớp mắt đã 2 ngày trôi qua, một danh sách thật dài xuất hiện trong tay Lý Thanh. Trong danh sách này ghi lại trong phạm vi thế lực của hắn, tất cả thành viên tà ma đạo thống của 48 tòa thành nhỏ, 327 huyện thành, tổng nhân số cao tới vạn người. Trong đó tu sĩ ước chừng có 1.000, còn lại đều là người bình thường không có tu luyện, hoặc là tu luyện một ít pháp thuật đơn nhất, hoặc là võ đạo trong võ lâm. Hiện tại còn chưa phải lúc, với tốc độ tu hành hiện tại của ta, cảnh giới chân pháp đỉnh phong cũng không bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó đột phá đến cảnh giới linh thức, chỉ sợ sẽ có một lần đại kiếp số. Không biết sẽ bị cuốn vào trong tai nạn như thế nào. Cho nên, trường kiếp số này phải do ta thúc đẩy, sân khấu phải do ta tuyển, hạn. Độ lớn nhất đem hết thảy uy hiếp đều hóa thành có thể khống chế. Ha ha ha, ván này cực kỳ quan trọng. Có thể thí nghiệm ra kết luận, tất cả hành động của ta có thể đối kháng với thiên địa thanh lý hay không? Trong lòng Lý Thanh hơi lóe lên kế hoạch tương lai, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Phương Bắc có thể đánh một trận định càn khôn hay không, phải xem an bài lần này. Nhưng mà không thể bỏ mặc những người này, phải bàn giao xuống dưới, cũng tiến hành giám thị toàn diện bọn họ. Rất nhanh hắn liền chọn ra những người không có tu vi kia, tiếp theo một tin tức đã truyền cho thủ hạ của mình, để cho bọn họ phân biệt an bài nhân thủ, bắt đầu giám thị công tác. Lý Thanh khẽ híp mắt, vậy thì, lúc nào cũng nhìn thấy ai chơi cờ cao hơn, ha ha ha. Non xanh nước biếc, không cốc viên minh, Lý Thanh khoan thai bước đi trên quan đạo. Dọc theo đường đi, hắn đã đi được 7-8 ngày rồi, cách thành Dương Châu cũng chỉ có 300 dặm. Lúc này, hắn đang muốn đi qua một dãy núi cao lớn, đó là một dãy núi lớn nhất trong cảnh nội Dương Châu, được xưng là tung hoành 300 dặm Nhạn Đãng Sơn. Trong núi tựa như rừng rậm nguyên thủy, thỉnh thoảng có mãnh hổ gào thét, sói tru quỷ khóc, ban đêm càng hung hiểm vạn phần. Dù là thợ săn già có kinh nghiệm nhất, cũng chỉ dám săn bắn ở ngoại vi Nhạn Đãng Sơn, tuyệt đối không dám xâm nhập vào trong Nhạn Đãng Sơn. Lý Thanh đi lại trên quan đạo, bỗng nhiên nghe thấy một vài giọng nói dài dòng. Nhướng mày, hắn cảm nhận được một cỗ ác ý nồng đậm, một vài ánh mắt quỷ dị đang từ bốn phương tám hướng mà đến. Một đám chuột xám đột nhiên từ trong rừng cây hai bên vọt ra,
con mắt đỏ hồng hướng hắn đánh tới. Liếc mắt nhìn lại chỉ ít lít nha lít nhít hơn mấy trăm ngàn, để cho người tê cả da đầu. Lý Thanh nhướng mày, nhìn thiên hạ hành tinh Gigi bỗng lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Hắn sẽ không chém giết với những sinh vật sống theo bầy đàn này, lại xuất hiện, đã đi tới trên một ngọn cây. Ẩn thân trong bóng tối, dưới chân tràn ngập ra một người giấy bách ảnh. Những người giấy bách ảnh này đi bốn phương tám hướng, bắt đầu tìm kiếm tồn tại khả nghi. Một con yêu thử lông dài màu vàng, lông xù xù, lúc này đang trốn trong một góc tối. Chỉ thấy con yêu thử này mặc một thân khôi giáp màu xám, đầu một con chuột, dáng người hơi cường tráng, thân cao đến 7 thước, trên móng vuốt phải nắm một thanh đại khảm đao. Đôi mắt của nó nối liền với đám thủ hạ chuột của mình, đang tìm kiếm mục tiêu vừa rồi. Ồ, sao không thấy ra hỏa này đâu rồi? Lẽ nào là độn pháp? Suối quẩy, vừa mới định ăn một bữa đã gặp phải ra hỏa khó chơi rồi. Gì? Nghĩ đến đây, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui. Xoay người hướng về phía bọn chuột phát ra tiếng kêu chít chít, các con, đã trở về. Đám chuột nghe được thanh âm của nó, nhanh chóng dừng động tác tìm tòi, toàn bộ hướng về trong rừng cây mà đi. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh theo dõi. Những con chuột này, rất nhanh đã đi tới một khu rừng âm u. Thấy được con thử yêu này, vẻ mặt đen đủi đi về phía trên núi, hiển nhiên đánh cướp thất bại, cảm giác điểm xấu, muốn rời đi. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trên đoạn đường này đều không tìm được yêu quái lục địa gì, gia hỏa này đưa tới cửa rồi. Vừa vặn bắt được, xếp vào trong yêu tộc trên đường. Thiên hạ hành tẩu tinh di phát động, lóe lên một cái liền đi tới sau lưng con thử yêu này. Nhân đạo bất bại pháp thể và tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm đồng thời phát động. Sương mù màu trắng nhanh chóng bao trùm bốn phía, trực tiếp áp chế tất cả lực lượng của nó. Đám chuột phát ra tiếng kêu chít chít, nhưng không cách nào ở trong sương mù này tìm được bất kỳ địch nhân nào. Lúc này, toàn thân chuột yêu run rẩy một cái, đã nhận ra uy hiếp cực lớn, xoay người liền một đao chém xuống phía sau lưng. Một đao này tới rất nhanh, vô cùng thuần thục, mang theo một vòng ánh đao thuần túy. Mặt chuột yêu đầy dữ tợn, ẩn chứa uy năng vô tận, nhắm thẳng vào cổ người sau lưng. Không thể không nói, đao pháp của con chuột yêu này không tệ, hơn nữa trên đao quang này tràn ngập một cỗ sát khí màu đen thần bí, có ma lực đoạt hồn nhiếp phách. Chương 332, Tam Đại Yêu Vương, lẫn vào động thiên. Đương, tiếng kim loại va chạm trong nháy mắt nổ tung. Trên mặt thử yêu lộ ra một tia không thể tin. Một đao của hắn trực tiếp bổ vào cổ đối phương, nhưng không có sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Một bàn tay màu vàng đã bắt lấy tay cầm đao của hắn, lực lượng to lớn trực tiếp bộc phát. A, à, bàn tay thử yêu phát ra một mảnh đau đớn, mặt của hắn lập tức vặn vẹo. Một bàn tay đã tát vào mặt hắn. Chát, lực lượng khổng lồ trực tiếp nổ tung trên mặt thử yêu. Thử yêu như bị sét đánh, đầu xoay một cái, dưới lực lượng khổng lồ, đầu mang theo thân thể của hắn cùng nhau bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một thân cây bên cạnh. Phanh, lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng gãy thân cây, thử yêu đầu choáng váng, mắt nổ đom đóm, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một bóng người đã vô thanh vô tức đi tới trước mặt nó, một cái tát hướng đỉnh đầu nó đánh tới. Phanh, lại là một tiếng vang trầm đục. Thử yêu rốt cuộc không chịu nổi loại va chạm này. Hai mắt lật một cái, trực tiếp ngã xuống hôn mê bất tỉnh, một dòng chư thiên văn minh trường hà trực tiếp nhảy vào trong đầu của nó, một tin tức hiện lên trong lòng Lý Thanh, khiến sắc mặt hắn sửng sốt. Đây là, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, một cái vui mừng ngoài ý muốn. Hắn từ trong trí nhớ của chuột yêu này thấy được rất nhiều thứ. Con yêu tinh chuột này tên là Thử Tiểu Đệ, tên hiệu Kim Mao Thử Đại Vương, địa bàn là một ngọn núi cách đây 500 dặm. Là một yêu quái chân pháp cảnh, trời sinh đã có huyết thống yêu tộc, nghe nói là truyền từ cổ xưa Cẩm Mao Thử, huyết mạch vô cùng bất phàm. Trời sinh pháp thuật, có thể điều khiển đàn chuột, đồng thời có thể nhìn thấy tất cả hình ảnh thông qua mắt chuột, nghe được tất cả âm thanh, là một mật thám tuyệt nhất. Trong ký ức của hắn, Lý Thanh nhìn thấy hình ảnh là người này được mời tới. Trên Nhạn Đãng Sơn có 3 vị đại yêu vương, mỗi một vị đều có cảnh giới thần hồn, giấu trong một động phủ bí mật trong Nhạn Đãng Sơn này. Động phủ kia thần diệu khó lường, quanh năm chạy trong núi, tựa hồ là một tòa động thiên nhỏ thần bí, bị 3 đại yêu vương này chiếm cứ. 3 đại yêu vương này mỗi một cái đều là tồn tại cảnh giới thần hồn.
Bọn họ theo thứ tự là Ngô Công Tiên Sinh, Thanh Xà Lang Quân, Song Giác Đại Vương. Tất cả đều là yêu quái có huyết mạch cổ xưa, tự thành một phái trên Nhạn Đãng Sơn này. Mấy đạo thống lớn của Dương Châu đã từng phái ra cường giả vây quét, nhưng bọn họ giấu rất khá, từ đầu đến cuối không lộ diện, người của mấy đạo thống cuối cùng cũng chỉ có thể lặng yên thối lui. Mặc dù ba đại yêu vương này là yêu đạo, nhưng rất cẩn thận, không cướp bóc nhân loại với quy mô lớn, phi thường khiêm tốn, cho nên các tu sĩ đạo thống cuối cùng cũng bỏ qua vây quét bọn họ. Nhưng lần này, ba đại yêu vương lại phát ra lời mời với yêu vương cảnh giới chân pháp trở lên trong toàn bộ cảnh nội Dương Châu. Danh nghĩa là tham gia thọ yến của Thanh Xà Lang Quân, nhưng Lý Thanh không cho rằng như vậy. Nhận thấy tin tức này, Lý Thanh lập tức ý thức được vấn đề, xem ra tay của yêu đạo đã duỗi đến đây. Nếu như ta không có đoán sai, mục đích bữa tiệc lần này là vì đem toàn bộ yêu quái Dương Châu thống nhất đến dưới trướng. Vì yêu quốc trên mặt đất làm chuẩn bị, đồng thời cũng là vì tứ đại đạo thống liên hợp. Chưa ăn thịt heo, luôn thấy heo chạy, loại âm mưu quỷ kế này ở kiếp trước đều chơi nát. Là người hiện đại, xem qua vô số cung đấu kịch, cũng nghe qua vô số chuyện xấu trong lịch sử, loại chuyện này hắn liếc mắt liền nhìn ra. Khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ. Vừa lúc để cho người giấy bách ảnh đi theo tiểu đệ chuột này tiến vào động thiên, thăm dò rõ ràng lai lịch của yêu vương Nhạn Đãng Sơn này. Chờ yến hội lần này kết thúc, để Ngao Minh cho tiểu đệ thử một phong, thu vào Long Cung, nhìn xem có thể bái Nam Cung Hạo Nhiên làm thủ hạ hay không. Lý Thanh lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này, tiểu đệ chuột đã tỉnh lại từ trong mê mang. Trên mặt của nó hiện lên vô hạn cuồng nhiệt. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, tiểu đệ thử nhất định toàn tâm toàn ý hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Tiểu đệ chuột mang theo một đống chuột thu nhận của mình biến mất trong núi, một bóng người giấy ẩn núp trong bóng tối của hắn, đi theo hắn vào trong núi. Lý Thanh ẩn nấp dưới chân núi, tìm một nơi an toàn, ý thức bám vào người giấy bách ảnh. Tiểu đệ chuột mang theo một đám chuột rất nhanh xâm nhập sâu trong Nhạn Đãng Sơn, trên đường đi những nơi đi qua, động vật rừng rậm bình thường đều tản ra, căn bản không dám chặn đường. Con chuột như nước lũ, có thể thôn phệ tất cả sinh vật mà bọn chúng nhìn thấy. Một số mãnh thú ngẫu nhiên xuất hiện, một khi bị chúng nó bao vây, cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống xương trắng. Tiểu đệ thử tay cầm đại khảm đao của mình, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới, trên mặt tựa hồ có một tia thần thánh. Rất nhanh đi tới khu vực trong núi một mảnh sương mù bao phủ, cuối cùng dừng bước. Trong sương mù đi ra một bóng người, đây là một tiểu yêu mặc áo bào xanh. Một con hồ ly yêu còn chưa hóa hình xong, cái đuôi lay động, toàn thân da lông màu đỏ đen, trong tay cầm một chiếc đèn lồng phát ra thanh quang nhàn nhạt. Chỉ thấy hồ ly nịnh nọt nói, xin hỏi đại vương từ đâu đến. Tiểu đệ chuột nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ta là Kim Mao Thử yêu vương của Kim Lăng Sơn. Ừ, thì ra là đại vương Kim Lâm Sơn, mời theo tiểu nhân, bất quá những thủ hạ này của ngài chỉ có thể lưu lại bên ngoài. Tiểu đệ chuột khẽ gật đầu, phát ra tiếng kêu chít chít. Tất cả chuột đều biến mất trong rừng rậm, dẫn đường đi. Hồ ly gật đầu, xoay người mang theo chuột tiểu đệ tiến vào sương mù. Người giấy bách ảnh của Lý Thanh cùng tiểu đệ chuột đồng thời biến mất trong sương mù. Hướng đi của hồ ly rất kỳ quái, đi đông vài bước, đi tây vài bước, tiểu đệ chuột theo sát hắn, biết đây là trận pháp. Ước chừng một lát sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh quang huy sáng ngời xuất hiện trong mắt bọn họ. Nơi này là một sơn cốc, nhìn qua thập phần mỹ lệ, các loại hoa cỏ cây cối đình đài lầu các, tất cả đều là vật liệu trong núi chế tác thành, rất có một loại phong cách kỳ lạ. Tiểu yêu nhìn tiểu đệ nói, đại vương, mời đi bên này. Tiểu thử gật đầu, theo hắn rất nhanh đi tới một tòa cung điện xây bằng đá, ở trung ương tòa sơn cốc này. Vừa mới tiến vào trong đó, liền nghe được vô số tiếng cười vui. Một đám yêu vương tụ tập ở đây, đang ăn uống thỏa thích, uống huyết tửu. Rất nhanh Kim Mao Thử Vương cũng được an bài ở một góc, ánh mắt đảo qua đại điện. Nơi này chí ít đã đến 20-30 vị yêu vương. Trong đó cảnh giới linh thức ít nhất có 7-8 vị, cảnh giới chân pháp có mười mấy vị. Hắn ở trong đó cũng không thu hút, cho nên trực tiếp phân phối đến một vị trí góc, nhưng cái nên có đều có. Trên mặt bàn bày đầy bàn ăn, bên trong tất cả đều là các loại huyết thực, nhìn qua đều là vừa mới cắt xuống, còn chảy máu tươi. Tiểu đệ chuột hơi nhíu mày, sau khi bị tinh thần Lý Thanh tẩy não, hắn bắt đầu bài xích huyết thực. Đây là tiềm thức Lý Thanh giao cho bọn họ. Quá khứ hắn mặc kệ, nhưng tương lai thủ hạ của hắn không thể ăn nhân loại, đây là quy củ.
hắn vẫy vẫy tay với tiểu yêu bên cạnh, đổi thành quả tươi cho ta. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 333, Tiểu đạo đồn đãi, Ba đại yêu vương. Một tiểu yêu vội vàng đi tới, thu đồ ăn trên bàn của hắn xuống, rất nhanh bưng trở về một mâm trái cây khác biệt. Cũng không có người để ý hành vi của hắn, bởi vì thế gian này cũng có một ít yêu quái là rất đặc thù. Bọn họ sẽ không hút tinh khí của vật sống, mà là hấp thu tinh khí ẩn chứa trong các loại thực vật, tất cả đều bắt nguồn từ công pháp tu luyện của bọn họ. Trong đại sảnh một mảnh ăn uống linh đình, một con xà yêu ăn tới vẻ mặt hưng phấn, miệng đầy máu tươi nói. Thật sự là mỹ vị, đã lâu không ăn ngon như vậy. Vẫn là ba vị đại vương hào khí, không ngờ chuẩn bị nhiều huyết thực như vậy. Dương Châu này có quá nhiều đạo thống, chỉ cần bắt được vài người là sẽ thu hút sự bao vây của tu sĩ. Mỗi ngày chỉ có thể ăn chút món dân dã giải thèm, nhân loại thơm ngon miệng, một tháng có thể ăn một người đã là không tệ rồi. Nếu mỗi ngày đều có ngày như vậy thì tốt rồi. Nghe được lời của hắn, một con yêu quái dường như là lão hổ bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Toàn thân yêu quái này khổng vũ hữu lực, hầu như đã hoàn toàn hóa hình, chỉ là trên lông mày có một chữ vương màu đen, có thể nhìn ra chân dung của hắn. Bộ dạng hung ác nói đúng, ta nghe nói lần này ba vị đại vương tìm chúng ta có chuyện không đơn giản. Tựa hồ có quan hệ với yêu đạo, nói không chừng về sau chúng ta thật sự có ngày như vậy. Nghe nói như thế, không ít yêu quái dựng lỗ tai lên, một con viên hầu yêu vương lông màu xám nói. Đại lực hổ vương các hạ, ngươi biết cái gì? Không ngại để cho chúng ta hiểu rõ. Mọi người đều cùng một thuyền, để chúng ta chia sẻ. Nghe được lời của viên hầu yêu vương, trên mặt đại lực hổ vương lộ ra một tia đắc ý. Ha ha, tin tức này là ta nghe được từ yêu đạo. Cảnh nội yêu đạo Nam Cương có huynh đệ bà con xa của ta, trăm năm trước, sau khi chúng ta chia nhau, hắn sẽ đi Nam Cương. Bây giờ nghe nói đã trà trộn đến vị trí thống lĩnh, quản lý một mảnh đất phạm vi trăm dặm. Mỗi ngày đều có một con dê ăn được, đều là người Nam Cương cung phụng trên mảnh đất kia, ngày đó thật khiến ta hâm mộ. Ta nghe hắn nói Nam Cương yêu đạo dường như sẽ có động tác ở phía Bắc, có một vị đại nhân vật muốn tới, thống nhất toàn bộ yêu quái Dương Châu. Đây chính là cơ hội tốt của chúng ta, leo lên yêu đạo Nam Cương, nói không chừng sau này mọi người đều có thể lăn lộn đến một địa bàn lớn. Từ nay về sau huyết thực không ngừng, ngày ngày đều có người dê ăn. Nghe y nói vậy, lập tức mọi người kinh ngạc hô lên. Không thể nào, yêu đạo Nam Cương thật sự muốn nhúng tay vào. Chúng ta rốt cuộc đợi được thiên quân, rốt cuộc không cần chịu sự nổi giận của đạo thống phương Bắc này. Một con yêu quái như gấu ngựa hưng phấn la lên. Không khí đám yêu quái nhiệt liệt, cả đám đều xoa tay, tựa hồ muốn lao xuống núi trắng trợn giết chóc một phen. Yêu khí cuồn cuộn, bên trong cung điện đều trở nên một mảnh âm trầm. Lý Thanh ẩn mình trong bóng tối của tiểu đệ chuột, lẳng lặng quan sát cảnh này, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Quả nhiên, chân tướng ghi chép trên ngọc bản không sai, bọn họ thật sự muốn động thủ. Yêu quái trong vòng mấy trăm dặm quanh Nhạn Đãng Sơn đại khái đều ở đây, số lượng không nhiều nhưng chất lượng còn rất cao. Toàn bộ hội tụ cùng một chỗ, coi như là lưỡng giới thành cũng kém hơn. Ba cỗ khí tức kinh khủng dâng lên, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong cung điện này truyền đến, tất cả yêu quái dừng ồn ào, cả đám đều sắc mặt nghiêm túc ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Các yêu vương kiềm chế kích động trong lòng, lẳng lặng chờ đợi chủ nhân của ba đạo khí tức này. Rất nhanh, ba bóng người từ trong thông đạo ở sâu trong cung điện đi ra. Một người trong đó mặc đạo bào, đầu cài búi tóc, diện mục kỳ cổ, cả người có một loại khí tức hung thần ác sát, đặc biệt là đôi mắt vô cùng âm u của hắn. Trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy, trong đồng tử tựa hồ có mấy chục trên trăm con mắt thật sâu nhỏ thâm thúy, một khi bị hắn nhìn thẳng sẽ không rét mà run. Một người mặc áo bào xanh, nhìn qua giống như một thư sinh, tay cầm quạt lông, khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong mắt có một vẻ lo lắng, toàn thân tràn ngập khí chất âm lãnh, sắc mặt lạnh lùng như một khối băng. Một vị cuối cùng đầu mọc hai sừng, trên người mặc một thân khôi giáp màu vàng, bộ mặt thô kệch, ánh mắt phóng khoáng. Cả người đều có một loại anh hùng khí, hoàn toàn khác biệt hai người kia, râu quai nón càng làm cho hắn nhìn qua uy nghiêm vô cùng. Ba người đến, lập tức đưa tới một mảnh âm thanh khen tặng. Đại lực hổ vương, bái kiến ba vị đại vương. Hắc hùng vương,
bái kiến ba vị đại vương. Kim xà quân bái kiến ba vị đại vương. Từng yêu vương tự báo danh hào, cung cung kính kính hành lễ với ba người. Ba vị yêu vương khẽ gật đầu, ngồi lên ba cái bảo tọa cao nhất trong cung điện. Ba người này chính là tam đại yêu vương Ngô Công Tiên Sinh, Thanh Xà Lang Quân, Song Giác Đại Vương của Nhạn Đãng Sơn. Song Giác Đại Vương hơi giơ tay lên, mọi người ngồi xuống đi, đừng đa lễ. Đám yêu quái nguyên một đám tin phục ngồi xuống, sắc mặt cung kính nhìn ba người. Chỉ nghe Song Giác Đại Vương nói, chư vị tới chúc mừng từ xa, bản vương cảm tạ. Các yêu vương trong điện vội vàng xua tay, đâu có, đại vương cao thọ, chúng ta chỉ có thể đến đây bái kiến. Song Giác Đại Vương mỉm cười hài lòng, hắn nhìn thấy trong mắt mọi người có kính sợ, đây là thứ hắn thích nhất. Dừng một chút, hắn chậm rãi mở miệng, nếu chư vị đều đã đến, ta cũng sẽ không che giấu. Lần này mời chư vị đến, hạ thọ chẳng qua là một cái cớ. Chủ yếu là vì tránh cho người trong đạo thống bên ngoài phát hiện, mục đích thực sự là vì một việc. Theo tiếng nói của hắn, hô hấp trong toàn bộ cung điện đều ngừng lại. Tất cả yêu quái trong mắt đều lộ ra chờ mong nhìn hắn. Khóe miệng đại vương hai, chân tràn ngập nụ cười, ha ha, ít ngày trước, ta nhận được tin tức Nam Cương Yêu Đạo Thiên Quân truyền đến. Yêu đạo sẽ phái ra một vị đại nhân vật đến tọa trấn Nhạn Đãng Sơn ta. Vị đại nhân vật này chính là tu sĩ cảnh giới thần hồn đỉnh phong, mục đích của hắn là vì chỉnh hợp tất cả yêu quái trong Dương Châu. Sau đó, lấy Nhạn Đãng Sơn này làm trung tâm thành lập yêu quốc trên mặt đất, mở ra một khối thổ địa hoàn toàn mới cho yêu tộc ta. Đồng thời chúng ta còn phải lấy nơi này làm trung tâm, áp chế thành Dương Châu, làm cho cả Dương Châu rơi vào hỗn loạn. Một đám yêu quái nghe đến đó, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng chờ được, yêu đạo Nam Cương rốt cục cũng xuất thủ rồi. Mấy trăm năm qua chúng ta trải qua những ngày gì, ngày nào cũng phải lo lắng hãi hùng. Chỉ sợ bị người của đạo thống đánh đến tận cửa, rút gân lột da, lấy đan luyện dược. Hiện giờ chúng ta rốt cục có thể phản công. Đến lúc đó nhất định phải giết sạch những tu sĩ đạo thống này, đem bọn họ toàn bộ làm thành huyết thực nhân côn. Hôm nay cắt một đao, ngày mai ăn một miếng, để bọn họ hưởng thụ vô tận thống khổ và sợ hãi, đã báo thù hận trong lòng ta. Trên mặt Kim Xà Quân lộ ra nụ cười vặn vẹo, trong mắt lóe ra điên cuồng. Chương 334, Thiên Mệnh Chi Tử Yêu Tộc Đại Viên Vương. Vị Kim Xà Quân này tựa hồ bị đạo thống qua ức hiếp, thậm chí còn để cho tinh thần của hắn có chút vặn vẹo. Đám yêu quái ở bên cạnh cũng phát ra đủ loại uy hiếp. Đúng vậy, phải đem những tu sĩ đạo thống này treo lên đánh, rút gân lột ra 18 loại cực hình. Muốn cho bọn họ hiểu rõ, dám đắc tội yêu đạo chúng ta, sẽ chết không có chỗ chôn. Nguyên một đám yêu quái giống giận, phát ra tiếng gầm vô năng cuồng nộ. Lý Thanh ở một bên nhìn có chút buồn cười. Những người này ngày thường bị đánh như chó, hiện tại mới có thể điên cuồng như vậy. Xem ra rất nhiều đạo thống phương Bắc có lẽ rất để tâm việc thanh lý yêu quái. Một cái bắt được cơ hội liền muốn trả thù, xem ra là có yêu đạo chống lưng, bọn hắn cảm thấy có lực lượng. Có đại nhân vật muốn tới, không biết là dạng nhân vật gì. Chỉ nghe Song Giác Đại Vương tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người cùng chung mối thù như vậy, vậy thì vừa vặn. Đại Viên Vương đại nhân, bầy yêu Dương Châu mời ngài chủ trì đại cục. Nương theo lời nói của hắn rơi xuống, hắn cùng hai vị yêu vương khác đều đứng lên, cung kính đối với bầu trời hơi cúi đầu. Những yêu vương khác thấy một màn như vậy, trong lòng đều nhảy dựng, tiếp theo vội vàng đứng lên, học bọn họ nạp đầu bái. Một đạo tiếng cười uy nghiêm chậm rãi vang lên, ha ha ha, tốt. Yêu quái trong cảnh nội Dương Châu quả nhiên vẫn có cốt khí, quân tâm có thể dùng. Một cỗ yêu phong to lớn chậm rãi thổi qua, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một tia rung động. Lực lượng này thâm thúy như thế, chỉ là cảm ứng được đối phương, toàn thân bọn họ cũng đã phát run. Giống như bị một con hung thú viễn cổ theo dõi, tùy thời có thể lấy đi sinh mệnh của bọn họ. Ánh đèn trong toàn bộ cung điện đều ảm đạm vào giờ khắc này, một bóng người vô thanh vô tức ngồi ở trên bảo tọa cao nhất. Ba người Song Giác Đại Vương đã đứng dưới bảo tọa, cung kính khom lưng với bóng người thần bí, bái kiến Đại Viên Vương các hạ. Lúc này, yêu phong chậm rãi tán đi, ánh đèn trong đại điện lần nữa bốc cháy lên. Tất cả yêu quái đều thấy được một bóng người ngồi trên thủ tọa. Người này cực kỳ anh tuấn, mặc kỳ lân khải màu vàng, chân mang giày kim long, đầu đội trùng thiên quan, tay cầm một thanh trường bổng màu vàng,
toàn thân đều tràn ngập thần quang vô tận. Một đôi mắt sáng ngời như ngọn lửa, tóc đỏ bay lượn, từng đợt cảm quan trùng kích ảnh hưởng tới tất cả mọi người. Một loại khí thế bá vương không thể địch nổi, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều chấn động. Lúc này có người kinh hô, Đại Viên Vương, ta nghe nói qua. Một người độc đấu 9 vị yêu vương cảnh giới thần hồn, còn chiến thắng thiên tài tuyệt thế yêu đạo. Người nói là một yêu quái có khuôn mặt quái dị, toàn thân tràn ngập xương khói màu xanh lục, đây là một con trùng yêu kỳ dị. Mọi người nghe nói như thế, trong mắt đều lộ ra một tia rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Đại Viên Vương. Một đám yêu quái nhao nhao cung kính lễ bái, trông thấy Đại Viên Vương. Đại Viên Vương nhìn thấy phản ứng của trọng yêu vương, hài lòng gật đầu, cười ha ha, tốt. Nếu chư vị nguyện ý bái ta, vậy ta cũng phải nhận lấy. Từ hôm nay trở đi, liên minh yêu tộc Nhạn Đãng Sơn được thành lập. Đại Viên Vương ta chính là minh chủ liên minh yêu tộc, Nhạn Đãng Sơn là trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều do liên minh yêu tộc ta quản hạt. Chư vị có dị nghị gì không? Nghe Đại Viên Vương nói, tất cả mọi người đều vội vàng lắc đầu, song giác Đại Vương cùng hai vị huynh đệ khác của mình đều chắp tay bái đạo, không có dị nghị, chúng ta nguyện ý đầu nhập hiệu lực. Bầy yêu giống to rung trời, không khí trong đại điện nhiệt liệt đến cực hạn. Lúc này Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh phát hiện ra chuyện khiến hắn chấn động. Vị Đại Viên Vương này không tầm thường, trên người hắn lại có kiếp khí cùng thiên cơ dao động, thiên mệnh chi tử của yêu tộc. Thiên mệnh chi tử đều muốn tranh đoạt thiên hạ, chẳng lẽ người này nguyện ý từ bỏ tu vi trở thành hoàng đế không có tu vi? Hơn nữa hắn là yêu quái a, sao cảm giác có chút mâu thuẫn với tin tức ta nhận được trước kia? Dưới Nhạn Đãng Sơn, bản thể của Lý Thanh xuất hiện bản ghi chép, bản cũ, yêu tộc thiên mệnh chi tử. Yêu đạo thiên tài Đại Viên Vương, hư hư thực thực là thiên mệnh chi tử. Phỏng đoán, thiên mệnh chi tử của yêu tộc cũng có thể tranh bá thiên hạ, trở thành hoàng đế nhân gian. 300 năm lịch sử đế triều thay phiên, hoàng triều bí ẩn, lịch đại đạo thống phân bố đồ, tứ phương nhập chủ trung nguyên suy luận, bản mới, thiên, mệnh chi tử yêu tộc. Căn cơ của nhân chủ thiên địa ở chỗ, nhân loại là chủng tộc sinh ra tinh khí nồng đậm nhất trong thiên địa vạn vật. Tiếp theo, văn minh nhân loại có thể tăng số lượng nhân loại lên tới hạn mức cao nhất. Bởi vậy sinh ra tinh khí có thể chiếm cứ 7 thành tinh khí thế gian. Bốn phương nhập chủ trung nguyên, mục đích chính là vì chiếm lấy càng nhiều tinh khí. Bọn họ muốn bồi dưỡng hoàng đế, cũng nhất định phải có huyết thống nhân tộc. Đại Viên Vương bản thân là nhân yêu hỗn huyết tồn tại, bởi vậy phù hợp điều kiện trở thành thiên mệnh chi tử. Chỉ cần có thể lưu lại huyết mạch, liền có thể để huyết mạch kế thừa hoàng vị phàm nhân, trở thành khai quốc đời thứ nhất hoàng đế. Bản thân hắn chỉ phụ trách khai cương thác thổ, trở thành khai quốc tiên khu, lấy thân phận thiên mệnh chi tử tham dự vào trong tranh long. Một khi thành lập quốc gia, cũng sẽ không ảnh hưởng bản thân Đại Viên Vương. Lý Thanh nhìn đến đây thì lập tức hiểu rõ, thì ra là thế. Hiệu quả lớn nhất của thiên mệnh chi tử chính là lợi dụng thân phận này không ngừng thu nạp thành thị, nhân loại, tướng lĩnh, trí giả, xây dựng thể chế. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, có trở thành hoàng đế hay không đã không còn quan trọng. Thế gian không có địch thủ, như vậy người kế thừa ngôi vị hoàng đế có thiên mệnh chi tử hay không cũng không quan trọng. Đây là dự định của các đại đạo thống sao, người tu luyện không nhất định phải làm hoàng đế. Ít nhất vị Đại Viên Vương này có dự định như vậy. Lúc này, Lý Thanh đã phát hiện ra đặc tính thiên mệnh chi tử của Đại Viên Vương, đó chính là khí bá vương. Chỉ cần bộc lộ khí tức, người bị khí vương bá của hắn chấn nhiếp, sẽ tự nhiên dập đầu bái lại, trở thành một cây đao dưới tay hắn. Loại nhân vật này có không ít người trong lịch sử xa xưa, tỉ như Sở Bá Vương Hạng Vũ. Một thiên mệnh chi tử hoàn toàn mới, hơn nữa còn là thiên mệnh chi tử của yêu tộc, muốn đạt được tín nhiệm của hắn cũng không dễ dàng. Tiểu đệ chuột nếu đã tiến vào trong đó, như vậy vừa vặn có thể làm gián điệp. Nhưng muốn Đại Viên Vương chú ý tới nó, cần phải bố trí. Ha ha, vậy ta sẽ đến tạo ra một điều kiện thích hợp cho ngươi. Trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia sáng lạnh như băng, trong lòng hắn đã có chủ ý. Ban đêm, trên thân một người giấy bách ảnh dán đầy lá bùa, lặng yên không một tiếng động xuyên qua trận pháp sương mù bao phủ. Lý Thanh ban ngày đã lặng lẽ dùng người giấy bách ảnh thăm dò trận pháp này, thông qua ngọc bản để phân tích hoàn toàn trận pháp này. Một trận pháp sương mù rất bình thường, chỉ có thể mê hoặc cảm giác của người sống. Ban đêm, người giấy bóng tối cầm lá bùa mượn lực rất dễ dàng lẻn vào sơn cốc,
Mục tiêu là một yêu vương được chọn chúng. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 335, Kế hoạch mục tiêu, nói kinh, 4 tòa. Mục tiêu là một yêu vương đặc thù, là tiểu đệ chuột sau khi trải qua các loại quan sát mới chọn được. Đại điện vốn là buổi sáng bầy yêu hội tụ đã trống trải. Hôm nay yêu tộc liên minh thành lập, chúng yêu vương đều vô cùng vui sướng. Bọn họ ăn như gió cuốn, đã đi phòng khách trong sơn cốc nghỉ ngơi. Đại viên vương ngày mai sẽ nghị sự, đêm nay bọn họ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Người giấy bách ảnh lặng lẽ mò tới một gian phòng khách. Trong sơn cốc lúc nào cũng có yêu binh tuần tra, nhưng bọn họ không thể nhìn thấy người giấy trong bóng tối. Yêu quái mà Lý Thanh chọn chính là trùng yêu cả người tràn ngập khí tức màu xanh lá cây. Sở dĩ chọn chúng nó là vì trên người trùng yêu tràn ngập một loại độc khí đặc thù. Loại độc khí này vô cùng nguy hiểm, chạm vào sinh mệnh bình thường sẽ chết. Đối với tu sĩ, cho dù là tu sĩ cấp cao cũng sẽ có thương tổn. Chính vì nguyên nhân này, cho nên nó trở thành đối tượng tốt nhất. Người giấy bách ảnh vô hình mò vào trong phòng khách, con trùng yêu này đã ngã xuống giường đá, đang ngủ say. Toàn thân đều là mùi rượu, hiển nhiên là uống không ít ở trên đại điện. Người giấy bách ảnh đi tới bên cạnh hắn, trong tay xuất hiện một tấm mượn lực phù. Ý thức của Lý Thanh thao túng người giấy bách ảnh này, trực tiếp kích hoạt tấm mượn lực này. Chư thiên văn minh trường hà bùng nổ, dòng nước lũ vô hình xông vào trong cơ thể yêu quái. Trong sơn cốc thần bí này, muốn không bị phát hiện nhất định phải là lực lượng bí ẩn, cho nên Lý Thanh không sử dụng lực lượng khác. Ý thức của hắn theo pháp thuật này chạy ra khỏi thức hải của yêu quái. Xuất hiện trong một mảnh không gian tối đen, con yêu quái cảnh giới chân pháp này bởi vì lực lượng cồn mà lâm vào ngủ say. Theo chư thiên văn minh trường hà xông vào thức hải của hắn, lập tức kinh động tinh thần và ý thức căn bản của hắn. Đây là một con cổ trùng, là cổ trùng thôn phệ vô số độc trùng sinh ra tự nhiên. Nhìn bề ngoài có chút giống rết, nhưng trên lưng mọc ra 6 cái cánh màu đen, ở thế giới tinh thần hiện ra bộ dáng ban đầu của hắn. Một dòng nước lũ kim quang bao phủ, phóng về phía con rết quỷ dị này. Con rết phát ra tiếng rít phẫn nộ, ngươi là ai? Dám công kích ta? Ô. Độc trùng giống như ngô công này đột nhiên phun ra một mảnh hắc khí, đây là một loại tinh thần chi độc vô hình. Lý Thanh hơi ngạc nhiên, tên này lại có pháp thuật hệ tinh thần. Nhưng xương khói tinh thần độc này chạm vào chư thiên văn minh trường hà, giống như tuyết trắng mùa xuân bị bao phủ. Trong nháy mắt bị va chạm tan thành mây khói. Con rết quái vật đã nhận ra nguy hiểm, nó vỗ cánh, ở trong không gian hắc ám này tránh né chư thiên văn minh trường hà cọ rửa. Nhưng bất luận hắn tránh né thế nào, dòng lũ màu vàng đã dần dần bao vây hắn, cuối cùng ở trong không cam lòng, hắn bị trực tiếp bao phủ. Không, phi trùng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, sau đó bị cuốn vào trong một trận, bọt nước. Mấy hơi thở sau, trong mắt phi trùng tràn ngập cuồng nhiệt, vạn yêu chi chủ vĩ đại, độc ma ta nguyện ý dâng ra tất cả, vì sự nghiệp vĩ đại của yêu tộc. Bóng dáng của Lý Thanh xuất hiện trong dòng sông dài màu vàng kim. Lúc này hắn đã biến thành một tồn tại hoàn toàn bao phủ trong kim quang. Rất tốt, nhiệm vụ của ngươi là. Cùng với Lý Thanh rời đi, độc ma đang ngủ say trên giường ngồi dậy, trong mắt nó lóe lên sự kiên định và cuồng nhiệt. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, độc ma sẽ dùng sinh mệnh để phô trương con đường giúp ngài. Không tự do, không cần chết, vì tất cả yêu tộc, vạn tuế. Dưới nhạn đãng sơn, ánh mắt Lý Thanh hơi lấp lóe, xong rồi. Như vậy, hiện tại nên để tiểu đệ thử biểu diễn. Lúc này, trong phòng tiểu đệ chuột, mấy con chuột xuất hiện ở nơi này. Những con chuột này đều là tồn tại trong sơn cốc, chúng nó ẩn nấp ở các góc âm u, dù cho nơi này hiện đầy yêu quái, chúng nó cũng vẫn tồn tại. Lúc này, những con chuột này đã bị tiểu đệ thử triệt để khống chế, chúng nó hướng về bốn phía mà đi, lặng lẽ quan sát lấy. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Trong mắt tiểu thử tràn đầy cuồng nhiệt, thời gian đảo mắt đã tới ngày thứ hai. Trong cung điện ở hẻm núi, bầy yêu đã một lần nữa hội tụ, đại viên vương ngồi một mình ở trên bảo tọa. Phía dưới là rất nhiều yêu quái, song giác đại vương ba người ngồi ở hai bên trái phải, cách đại viên vương gần nhất. Ánh mắt đại viên vương nhìn trọng yêu, hôm nay là hội nghị lần thứ nhất của Liên minh yêu tộc Dương Châu chúng ta. Đầu tiên, ban bố chức vị mỗi người,
tương lai chúng ta phải thành lập một chi quân đội như cánh tay, chuẩn bị để tranh đoạt thiên hạ. Đầu tiên, ngay khi Đại Viên Vương muốn nói chuyện, tiểu đệ chuột bỗng nhiên đứng lên. Khoan đã, ta có chuyện muốn nói. Thanh âm của hắn giống như một tiếng sấm, toàn bộ cung điện một mảnh tĩnh mịch. Đại Viên Vương ánh mắt híp lại, gắt gao nhìn thẳng hắn, ngươi muốn nói cái gì? Thanh âm Đại Viên Vương có vẻ lạnh như băng, lần đầu tiên hội nghị đã có người can đảm cắt đứt hắn, đây là khiêu chiến uy nghiêm với hắn. Song giác Đại Vương cũng dâng lên khí tức khủng bố, tựa hồ tiểu đệ thử chỉ cần một câu không đúng sẽ bị chém giết tại chỗ. Ánh mắt của tất cả yêu quái đều là kỳ quái nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại nhảy ra vào lúc này. Hai bên tóc mai của tiểu đệ chuột để lại một tia mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ đến kế hoạch của vạn yêu chi chủ, hắn hít một hơi thật sâu. Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả yêu vương, càng ngày càng xuất hiện nhiều người. Thử tiểu đệ khom người cúi đầu với Đại Viên Vương, Đại Viên Vương đại nhân, tiểu yêu xin bồi tội với ngài trước. Đánh gãy lời của ngài là ta không đúng, nhưng ta có một lời không thể không nói, sự tình liên quan đến an nguy của liên minh yêu tộc Dương Châu ta. Ngữ khí không khiến người ta kinh ngạc, chết không? Thôi, tiểu đệ thử một lời nói ra, toàn bộ đại sảnh một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn nói cái gì. Đại Viên Vương cũng híp mắt lại, từ trên người tiểu đệ chuột hắn cảm giác được một loại chân thành, đối phương tựa hồ quả thật có chuyện trọng đại gì muốn báo cáo. Chậm rãi thở phào một hơi, ngươi nói đi, nếu là thật sự, liên quan đến an nguy của liên minh yêu tộc Dương Châu ta, việc này ta sẽ không truy cứu. Tiểu đệ thử nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, cung kính nói, tạ Đại Viên Vương các hạ nhân từ. Nói đi, Đại Viên Vương sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu đệ thử vươn người đứng dậy, đứng thẳng lưng, vẻ mặt trang trọng nói, Đại Viên Vương các hạ, trong đại sảnh này có gian tế nhân tộc. Việc thành lập liên minh Dương Châu của chúng ta đã bại lộ rồi. Cái gì? Gian tế của nhân tộc? Làm sao có thể? Là ai? Một đôi mắt yêu vương sáng lên bốn phía, cảnh giác nhìn đám đồng bạn yêu vương ở xung quanh. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tràn ngập khí tức nghi thần nghi quỷ. Đại Viên Vương cũng là thần sắc hơi ngưng tụ, ánh mắt hồ nghi xem qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào trên người tiểu đệ chuột. Gian tế là ai? Ngươi có bằng chứng không? Trên mặt tiểu đệ chuột lộ ra nụ cười, thuộc hạ có bằng chứng, hơn nữa cũng biết là ai. Gián điệp chính là yêu vương độc ma của Thúy Vân Sơn. Chương 336, Lòng Son Dạ Sắt, nghiệm chứng bạo khởi. Mọi người nghe nói như thế, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh giác nhìn về phía độc ma yêu vương, ngươi vu hãm ta. Mặt mũi độc ma yêu vương tràn đầy phẫn nộ nhìn tiểu đệ thử, khí độc màu xanh sẫm quanh thân điên cuồng vặn vẹo, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt sẽ nhào lên. Đại Viên Vương thần sắc lạnh lẽo, khí tức khủng bố trong nháy mắt bốc lên, cả đại điện trong nháy mắt biến thành một động băng. Tất cả dừng tay cho ta. Thanh âm lạnh như băng không chứa một tia cảm tình, ý niệm kinh khủng khóa chặt mỗi một yêu quái. Bất kỳ yêu quái nào chỉ cần có một tia dị động, trong chớp mắt sẽ gặp phải công kích lôi đình. Tất cả yêu quái đều cảm thấy tử vong bao phủ trong lòng mỗi một con đều đang phát run. Ngươi nói tiếp đi. Đại Viên Vương nhìn về phía tiểu đệ. Đại Vương, bản thể của ta là một con chuột có huyết thống yêu quái cổ xưa. Ta có một bản lĩnh trời sinh, nắm trong tay tất cả con chuột, bất luận ở nơi nào cũng có thể trở thành tai mắt của ta. Hôm qua ta vừa vào, cũng cảm giác được trong sơn cốc này cất giấu một đám chuột. Ta có một thói quen, bất luận đến nơi nào, trước tiên chính là lão thử nắm giữ khu vực kia. Những con chuột này sẽ trở thành mắt và tai của ta, nghe ngóng tất cả tin tức cho ta, để cho ta luôn luôn bảo trì cảnh giác. Do đó để cho ta có thể vĩnh viễn ứng đối nguy hiểm đột phát. Mà sau yến hội ngày hôm qua, ta liền phái chuột ra, qua lại trong gian phòng của các yêu vương. Mục đích là, vì thu thập tin tức, dù sao sau này mọi người đều là đồng sự, ta cần hiểu rõ về bọn họ. Đương nhiên cũng là vì đề phòng tên gia hỏa sau này có địch ý với ta. Đại Viên Vương nghe lời tiểu đệ chuột, đối phương làm như vậy quả thật có lý có cứ, bất quá loại hành vi này rất nguy hiểm. Lúc này, những yêu vương khác đã một mặt cảnh giác nhìn hắn. Hiển nhiên ai bị giám thị đều sinh lòng không vui, trong lòng đối với tiểu đệ chuột dâng lên ý đề phòng. Đây là tiểu đệ chuột cố ý, hắn muốn làm một cổ thần, tự tuyệt với đám yêu vương này,
mới có thể đạt được tín nhiệm tuyệt đối của Đại Viên Vương. Bởi vì Đại Viên Vương sẽ biết, tiểu đệ chuột trước mắt chỉ có thể dựa vào hắn, tất cả yêu vương khác đều sẽ bài xích hắn. Lúc Thử tiểu đệ nói ra những lời này, Đại Viên Vương cũng đã tâm thần lĩnh hội, biết rõ Thử tiểu đệ là muốn hoàn toàn hướng hắn đầu nhập, đạt được hắn tín nhiệm. Nói tiếp đi, Đại Viên Vương sắc mặt bình tĩnh nói. Tiểu đệ gật gật đầu, trong quá trình ta giám thị, phát hiện một vấn đề. Độc ma này ở trong phòng mình thi triển pháp thuật. Hắn thông qua pháp thuật đang liên hệ với người nào đó, ta nghe được nội dung nghe rợn cả người. Nội dung gì? Đại Viên Vương ánh mắt híp lại, nhìn hắn. Nội dung ta nghe được là như vậy. Tiểu đệ chuột ánh mắt mơ hồ, tựa hồ đang nhớ lại nội dung tối hôm qua nghe được. Tôn thượng, ba yêu vương Nhạn Đãng Sơn cấu kết với một vị thiên kiêu Nam Cương yêu đạo, Đại Viên Vương. Bọn họ thành lập liên minh yêu tộc ở Dương Châu. Hình như là muốn thành lập thế lực yêu đạo ở Dương Châu, tạo ra hỗn loạn ở trong Dương Châu. Người đối diện truyền đến hồi âm, tiếp tục giám thị yêu quái của liên minh yêu tộc Dương Châu, bất cứ lúc nào hướng về ta. Ngươi phải làm tốt công tác nội ứng. Tiểu đệ Thử dừng lại ở đây, Đại Vương, đây chính là nội dung mà ta nghe được. Độc ma cả người khí độc quay cuồng, phẫn nộ quát. Đại Vương, ngài tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt, tất cả đều là vu hãm, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là bằng vào lời nói một mặt của hắn, ngài tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Hắn mới thật sự là gián điệp nhân tộc, hắn là vì vu khống ta, chế tạo hỗn loạn nội bộ chúng ta mới xuất hiện. Ta thật sự là oan uổng. Độc ma quỳ rạp xuống đất, bò đến trước mặt Đại Viên Vương, vẻ mặt vặn vẹo cùng thống khổ chảy nước mắt. Đại Vương, ta trung thành tuyệt đối với yêu tộc, tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào nhân tộc. Đại Viên Vương cau mày, ánh mắt tại trên người độc ma cùng Thử tiểu đệ dạo qua một vòng, cuối cùng nhìn Thử tiểu đệ nói. Ngươi có chứng cứ gì không? Trên mặt tiểu đệ lộ ra nụ cười sáng lạn. Đại Vương, nếu không có bằng chứng, ta làm sao dám đến bẩm báo với ngài? Ánh mắt của hắn nhìn về phía tất cả mọi người, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Độc ma là vật gì các ngươi hẳn là đều biết. Hắn là cổ trùng thành đạo, tự xưng là cổ trùng trời sinh. Nhưng từ cổ chí kim, các ngươi thật sự nghe nói qua cổ trùng trời sinh? Cổ trùng là sản phẩm của nhân tộc vu cổ, làm gì có trời sinh? Bản thân nó chính là một sơ hở cực lớn. Trong cơ thể người này tất nhiên có ấn ký của người khác, Đại Vương chỉ cần tra là có thể tra được. Để chứng minh sự trong sạch của ta, Đại Vương cũng có thể kiểm tra xem trong cơ thể ta có ấn ký của người khác hay không. Thử tiểu đệ cung kính quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm quyền nhìn Đại Viên Vương. Lúc này hắn hoàn toàn đang biểu diễn theo kịch bản của Lý Thanh. Đầu tiên là tự đoạn tuyệt với chúng yêu, biểu hiện ra bộ dáng cổ thần. Lại để cho Đại Viên Vương dò xét thân thể của mình, phải chăng nhân loại lưu lại cấm chế hoặc là ấn ký, cho thấy bản thân trong sạch. Từ các phương diện, để cho mình hoàn toàn phù hợp thân phận một yêu quái trung thành và tận tâm. Đại Viên Vương nhìn thật sâu tiểu đệ Thử, hắn cảm nhận được Thử tiểu đệ không sợ hãi, ánh mắt lóe lên hàn quang, được. Ý niệm khổng lồ từ trong cơ thể hắn bay lên, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể tiểu đệ chuột, từ trên xuống dưới đem hắn trong ngoài ngoài một lần nhìn. Không phát hiện bất kỳ cấm chế lưu lại hoặc là phương pháp khống chế nào. Lý Thanh khác với tất cả các pháp môn khác, đây là một loại tẩy não thuần túy, trực tiếp thay đổi kết cấu tâm linh trong ý niệm tinh thần của đối phương. Ấn ký tinh thần cũng ẩn giấu trong ý thức tâm linh của đối phương, ngoại lực không thể phát hiện, đây mới là sự thay đổi tư tưởng của môn pháp thuật này. Đại Viên Vương không có bất kỳ phát giác gì, khẽ gật đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Ta đã dò xét qua, chuột yêu yêu vương lông vàng không có bất cứ vấn đề gì, trên người hắn vô cùng sạch sẽ. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía độc ma dưới chân, như vậy, kế tiếp chính là ngươi rồi, để ta nhìn xem ngươi có nói dối hay không. Sắc mặt độc ma trịnh trọng, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, Đại Vương, độc ma tuyệt đối không hài lòng, xin tra xét. Đại Viên Vương khẽ gật đầu, ý niệm khổng lồ lần nữa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hướng về độc ma cuốn tới. Ngay khi hắn xâm nhập vào trong cơ thể độc ma, trong ánh mắt độc ma hiện lên một tia hàn quang. Chỉ thấy toàn bộ nó bỗng nhiên nổ tung, nương theo một chuỗi tiếng gầm rú điên cuồng, cùng chết đi. Độc khí màu xanh đỏ kinh khủng hướng về Đại Viên Vương đánh tới, tiểu đệ Kim Mao Thử Vương Vương Thử một bên vẻ mặt lo lắng vọt lên. Đại Vương, cẩn thận, chợt lóe lên chắn trước mặt Đại Viên Vương, muốn đón độc khí cho hắn. Đại Viên Vương sắc mặt vô cùng lạnh lùng, lớn mật.
một mảnh quang huy màu vàng từ trên người gã nổ tung, trong nháy mắt bao phủ bảo hộ tiểu đệ chuột vào trong đó. Độc khí màu đỏ lục phát ra âm thanh quỷ dị xèo xèo trên kim quang, nhưng không thể công phá. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 337, độc hưởng ngợi khen, ngoài thành Dương Châu. Kim quang như sóng biển, bao phủ toàn bộ khí độc màu hồng lục. Trong đó vang lên một giọng nói thê lương. À, tôn thượng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta chờ ngươi dưới lòng đất. Nương theo tiếng hô thê lương, sương mù màu hồng lục bị kim quang triệt để tiêu hao không còn. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, tất cả yêu vương đều câm như hến, không dám nói một câu. Kim quang tán đi, đại viên vương thần sắc băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía tiểu đệ chuột, hơi lộ ra một tia ấm áp. Kim mao thử yêu vương, ngươi làm rất tốt. Lần này ngươi vạch trần một gián điệp ẩn nấp, diệt trừ tai họa ngầm cực lớn trong liên minh. Ngươi muốn thù lao gì? Không dám, dốc sức vì đại vương, là may mắn ba đời của ta, sao dám khẩn cầu thù lao? Tiểu đệ thử sắc mặt chân thành, cuồng nhiệt nhìn đại viên vương, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trong yêu đạo, mạnh được yếu thua, kẻ yếu sống dựa vào cường giả, đây chính là trật tự của bọn họ. Rất nhiều chuyện mà nhân loại không thể tưởng tượng nổi, ở trong yêu tộc lại là chuyện bình thường. Đại viên vương nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc, không quy củ không thành, lập công lớn thì phải có thù lao. Yêu đạo ta chưa bao giờ bạc đãi người một nhà. Yêu vương chuột kim mau nghe phong. Vâng, kim mau thử đây. Tiểu đệ họ thử vội vàng quỳ xuống khấu đầu. Hiện tại ta phong ngươi làm tướng quân tuần hành liên minh yêu tộc Dương Châu. Chức trách của ngươi chỉ có một, là bố trí tai mắt cho ta ở Dương Châu, tìm hiểu tin tức của tất cả đạo thống. Ngươi chỉ có một mình ta chịu trách nhiệm, trừ ta ra, bất kỳ người nào cũng không thể mệnh lệnh ngươi. Tiểu thử nghe thế lập tức kích động đến toàn thân phát run, kim mao thử, tạ ơn đại vương ân điển. Tất cả yêu vương đều là vẻ mặt hâm mộ nhìn thử tiểu đệ, hiển nhiên đối phương lần này bắt lấy cơ hội, lọt vào mắt đại viên vương. Tương lai tất nhiên là tâm phúc trong mắt đại viên vương, một ít yêu quái đã động tâm tư, muốn hảo hảo cùng hắn kết giao. Trong đó cũng bao gồm ba người song giác yêu vương, trong lòng đều có chút ảo não, bị tiểu đệ thử đoạt danh tiếng, rõ ràng nơi này là địa bàn của bọn hắn. Đại viên vương khẽ gật đầu, một lần nữa ngồi ở trên bảo tọa, ánh mắt nhìn về phía đám yêu vương. Chuyện vừa rồi đến đây là kết thúc, tiếp theo chúng ta phải nói về hướng đi sau này của liên minh. Đầu tiên, song giác đại vương, có thuộc hạ. Song giác đại vương vội vàng nói. Tất cả mọi người trong liên minh yêu tộc đều phải tiếp nhận một lần kiểm tra, phòng ngừa xuất hiện độc ma thứ hai. Đúng, ta biết nên làm như thế nào. Ánh mắt song giác đại vương lộ ra một tia lạnh như băng. Chuyện thứ hai, mục đích chủ yếu của chúng ta là tạo ra hỗn loạn cho Dương Châu. Cho nên tiếp theo chúng ta phải chia binh làm mấy đường, xâm nhập đến các cảnh nội Dương Châu, bắt đầu chế tạo sự kiện tập kích, tạo ra các loại không khí đổ máu và khủng bố, làm cho cả Dương Châu lâm vào hỗn loạn. Ta ở trong thành Dương Châu đã sớm cài gián điệp. Hắn sẽ tiết lộ tin tức cho chúng ta, một khi có tu sĩ đạo thống đến đây bắt các lộ yêu vương. Đối kháng chính diện, chúng ta tạm thời không có phần thắng, cho nên chúng ta phải đánh du kích, đánh một chỗ đổi một chỗ khác. Nếu người đến chi viện yếu ớt, chúng ta sẽ tập hợp binh lực ăn sống họ. Nếu như người tới mạnh, chúng ta liền tránh đi. Dùng hết tất cả khả năng và thủ đoạn, nhiễu loạn trật tự Dương Châu, đồng thời làm suy yếu lực lượng đạo thống. Kế tiếp sắp xếp của ta là một cuộc họp chậm rãi tiến hành. Lý Thanh đã thực hiện được kế hoạch của mình, thành công cho chuột tiểu đệ đánh vào vị trí tâm phúc của đại viên vương. Tiểu đệ thử dưới trướng vị yêu tộc thiên mệnh chi tử này, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Kế tiếp, có thể cân nhắc tẩy não khống chế toàn bộ tu sĩ chân pháp cảnh giới của yêu tộc. Cả đám yêu tộc phía trên đều bị chúng âm thầm nối thành một mảnh. Nhưng kế hoạch của bọn họ muốn nhiễu loạn toàn bộ Dương Châu, đó là một vấn đề cực lớn. Dương Châu là khu vực trọng yếu nhất phương Bắc, tuyệt đối không thể loạn. Yêu ma quỷ quái tứ đại đạo thống đều nhìn chằm chằm vào nơi này, thế lực của ta hiện tại phát triển còn rất nhỏ yếu, tuyệt không thể để cho bọn họ đem nơi này phá rối. Yên ổn và trật tự là điều kiện tiên quyết để ta phát triển. Như vậy nhất định phải trực tiếp dẫn dắt tu sĩ đạo thống Dương Châu nhập cục, để cho bọn họ đi chính diện đối kháng với những yêu quái này.
đem hành vi quấy rối của bọn họ ngăn chặn, tiếp tục duy trì ổn định. Ánh mắt Lý Thanh xoay chuyển, trong lòng hắn đã lóe lên đủ loại kế hoạch. Một đêm này, Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh lại lần nữa tiềm nhập vào trong sơn cốc, chọn ra 4 yêu vương chân pháp cảnh giới nhỏ yếu. Lợi dụng những lá bùa mượn lực còn lại trong tay, tẩy não khống chế bọn họ, âm thầm để bọn họ và tiểu đệ chuột gắn bó thành một mảnh. Làm xong hết thảy, hắn liền cấp tốc hướng về thành Dương Châu mà đi. Nhạn Đãng Sơn cách thành Dương Châu không tới 300 dặm, ban đêm hôm đó Lý Thanh đã đến nơi này. Sau khi đến ngoài thành Dương Châu, Lý Thanh dừng bước. Hắn hơi cau mày nhìn về phía thành Dương Châu. Trên bầu trời thành Dương Châu một mảnh trống trải, vô số tinh khí không còn một tia, hiển nhiên tất cả tinh khí đều bị lợi dụng. Trong mắt hắn lóe ra thần quang, thấy được một màn đáng sợ không gì sánh được. Trong ngoài thành Dương Châu đều có vô số cấm chế và đại trận, sau màn đêm phong tỏa toàn bộ thành thị một giọt nước cũng không lọt. Hoàn toàn không giống với những thành thị khác, muốn vô thanh vô tức tiến vào trong đó gần như là không có khả năng. Lý Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại khái chỉ còn một canh giờ nữa là bình minh, vừa vặn khôi phục một chút thực lực. Quay người nhảy lên một cái, cây, lấy ra một khối thịt khô và nước thật lớn từ trong túi càn khôn, vừa ăn vừa khôi phục pháp lực. 10 cân thịt khô ẩn chứa lực lượng không ít, rất nhanh hắn đã khôi phục pháp lực tiêu hao. Nhìn cái bụng căng tròn, hắn khẽ lắc đầu, đúng là phiền phức, ăn nhiều quá. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp chuẩn bị một ít dược thiện tài liệu. Thực lực càng tăng, ăn càng nhiều, rất phiền phức. Luyện đan trình tự quá nhiều, hơn nữa cần từ linh học lên, trừ phi sau này ổn định, có đại lượng tài nguyên mới có thể bắt đầu học tập luyện đan. Bình minh sắp đến, trong rừng rậm dần dần bắt đầu có động vật hoạt động. Trong rừng rậm sáng sớm, sương mù dày đặc chậm rãi tràn ngập. Rừng rậm phảng phất một thế giới âm trầm, thỉnh thoảng quanh quẩn lên một ít thanh âm thấm người. Cót két, rầm rầm. Trong rừng vang lên tiếng cành cây bị dẫm gãy liên tiếp. Dường như có quái vật khổng lồ nào đó đang đi lại, thậm chí nhấc lên lá cây lắc lư. Lý Thanh đang nghỉ ngơi trên nhánh cây khẽ nhíu mày, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Trong mắt lóe ra ánh sáng thần bí, nhìn thấu hơi nước dày đặc. Thứ xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn kinh hãi. Một bóng người to lớn, ít nhất cao một trượng, đang nhún nhảy, hướng về phía hắn mà đến. Loại động tác này, để trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra tồn tại đối ứng. Cương thi. Chương 338, loạn quyền đánh chết, biến hóa quái dị. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kỳ quái. Lúc này, bóng đen kia chỉ còn cách hắn chừng 4, 5 trượng. Rầm rầm. Bóng người xuyên qua lá cây rậm rạp, lóe lên một cái đã cách một trượng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 hơi thở đã xuất hiện ở vị trí cách Lý Thanh 2 trượng. Lúc này, Lý Thanh mới nhìn rõ được diện mạo thật của đối phương. Đó là một tồn tại hình người khổng lồ, thân hình cao 3 trượng, toàn thân lông tơ màu xanh, miệng đầy răng nanh. Kinh khủng nhất là, trên đầu hắn sinh trưởng ra 8 cánh tay vặn vẹo, đang vung vẩy trong không khí. Trên bụng nứt ra một khe hở thật lớn, có thể nhìn thấy bên trong có vô số răng màu đen. Nửa người dưới cũng vô cùng quỷ dị, mười mấy cánh tay vặn vẹo to lớn tổ hợp thành khí quan di động. Đây là một quái vật cấp sát cảnh giới, không biết làm sao lại xuất hiện ở nơi này. Lúc này, quái vật nhìn chằm chằm Lý Thanh, phát ra tiếng gào thét hung mãnh, trong mắt tràn ngập ánh sáng khát máu, lóe lên vọt tới. Lý Thanh nhìn nó, một tia sáng vàng lóe lên rồi biến mất trong tay, trực tiếp hướng về phía đôi mắt quái dị mà đến. Con mắt quái dị khép lại, kim quang đâm vào mí mắt hắn. Keng! Tiếng va chạm như kim loại chợt lóe rồi biến mất. Lý Thanh nhướng mày, nhìn thiên hạ hành tẩu tinh di vô thanh phát động. Một cái chớp mắt tiếp theo đã đi tới sau lưng đối phương. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm nhân đạo bất bại pháp thể đồng thời triển khai. Sương mù trực tiếp bao phủ quái dị, lực lượng quái dị bị áp chế. Nắm đấm màu vàng mang theo uy năng vô hạn, trực tiếp đánh về phía cái ót cứng, rắn của quái vật này. 8 cánh tay đã nhận ra vấn đề, toàn bộ đánh tới nắm đấm. Tất cả nắm đấm trong nháy mắt va chạm vào nhau. Rắc rắc rắc. Tiếng va chạm vặn vẹo, tiếng gãy xương không ngừng vang lên. 8 cánh tay đều bị đánh bật ra, căn bản không thể ngăn cản một kích của Lý Thanh. Nắm đấm nặng nề trực tiếp đập vào sau đầu cương thi quái dị này. Phanh. Quái dị này tựa như bị thiên lôi đánh trúng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng quái vật này sinh mệnh lực dị thường kinh người,
Đầu của hắn đã lõm hơn phân nửa, nhưng vẫn không có tử vong. Cánh tay trên đầu hắn, nửa cánh tay dưới nhanh chóng vận động, phóng về phía Lý Thanh sau lưng. Lý Thanh nhướng mày, hít sâu một hơi, màu vàng trên người càng thêm nồng đậm, một quyền đánh xuống phía dưới. Sự khủng bố quái dị đã vọt tới trước mặt hắn, giống như một chiếc xe tải. Nắm đấm khổng lồ trực tiếp đánh vào vô số cánh tay xông lên trước nhất, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem cánh tay này nện ở trên mặt đất. Thân thể khổng lồ quái dị cũng đột nhiên dừng lại, vô số bàn tay vặn vẹo điên cuồng chụp về phía Lý Thanh, bắt lấy các bộ vị trên thân thể hắn. Lực lượng khổng lồ bộc phát, tựa hồ muốn xé nát hắn. Nhưng ngay sau đó, hai nắm đấm của Lý Thanh rơi xuống như mưa. Oanh oanh oanh, toàn bộ lực lượng khủng bố rơi vào trên cánh tay quái dị. Rắc rắc rắc. Vô số tiếng gãy xương không ngừng vang lên, quái dị vô số cánh tay nửa dưới toàn bộ bị nện đứt. Lý Thanh giống như máy ủi đất, từng bước đi về phía quái vật. Nắm đấm điên cuồng đập xuống, rơi vào mỗi một bộ phận trên người quái vật. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, bộ phận xương cốt, cứng rắn của quái vật đều bị đập thành mảnh vỡ. Nhưng màng da quái dị vô cùng cứng cỏi, đã bị đánh thành như vậy, cũng không thấy tổn hại. Lý Thanh cũng có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một màn cứng cỏi quái dị như vậy. Hắn không hề ngừng tay chút nào, song quyền rơi xuống như mưa. Nắm đấm màu vàng giống như vẽ ra ảo ảnh. Đánh tiếp tục quái dị này, đánh qua đánh lại từ trên xuống dưới mấy lần, bên trong quái dị đã biến thành một đống bùn nhão, thịt đen từ lỗ thủng trên thân thể quái dị chảy ra. Cuối cùng quái vật này bị nện chỉ còn lại một tấm da, mới triệt để không còn động tĩnh. Sương mù chậm rãi tiêu tan, Lý Thanh kinh ngạc nhìn quái vật dưới mặt đất. Hắn đang từ từ thối rữa, biến thành chất lỏng màu đen. Lớp da cứng cỏi cũng chậm rãi tan vỡ dưới chất lỏng màu đen, mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một viên tinh khí thạch cấp sát xuất hiện trong chất lỏng, Lý Thanh vội vàng nhặt nó lên. Một viên tinh khí thạch cấp sát, ước chừng tương đương 500 đạo tinh khí, có thể dùng. Lúc này, hắn đã tích lũy 21 đạo pháp lực 280 tinh khí. Hắn nhanh chóng hấp thu tinh khí thạch cấp sát này, pháp lực tăng lên tới 23 pháp lực 10 tinh khí. Sau khi hấp thu xong tinh khí thạch, Lý Thanh tính toán một chút. Trong túi hắn vẫn còn khoảng 10 viên cấp chú. Khẽ lắc đầu, lần này có chút phiền phức. 10 cái cấp chú, mua không được bao nhiêu thứ, đặc biệt là lá bùa cùng mực nước ta cần rất nhiều, về sau địa phương dùng cũng càng ngày càng nhiều. Còn phải chuẩn bị 500 viên tinh khí thạch cấp chú, muốn đưa đến động thiên của đào hoa ổ để giấu đi. Nơi nơi đều cần tiền, quỷ nghèo hàng ngày thật sự là để cho ta rất bất đắc dĩ a. Lý Thanh lắc đầu, ánh nắng mặt trời đã xuất hiện trên bầu trời, xua tan sương mù mông lung, toàn bộ thế giới bắt đầu sáng bừng lên. Lý Thanh nhướng mày, lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay khi hắn vừa rời đi không đến hai hơi thở, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí vừa rồi của hắn. Đây là một giáo úy trừ ma thân mặc khôi giáp, ánh mắt nhìn chất lỏng màu đen trên mặt đất, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Người nào lại ở chỗ này chém giết một quái vật cấp sát? Tỷ lệ quái dị gần đây xuất hiện càng ngày càng cao, ngoài thành, trong thành đều giống nhau. Chỉ một tháng ngắn ngủi, số lượng ít nhất tăng gấp đôi. Thật là khiến người ta có một loại cảm giác xấu. Sắc mặt vị giáo úy này có chút ngưng trọng, ánh mắt vô cùng âm trầm. Một người giấy bách ảnh ẩn thân ở một bên, nghe được hắn nhỏ giọng nói. Trên mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Xoay người lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang biến mất khỏi nơi này. Lý Thanh nhận được tin tức, khẽ lắc đầu, tùy ý biến hóa thân hình một chút, biến thành một nam tử trẻ tuổi. Ở vị trí cửa thành hơi chút đưa ra lộ dẫn, ngay tại trong ánh mắt nóng bỏng của binh lính cửa thành tiến vào thành thị. Thiên hạ quạ đen giống như mực, chỉ cần có tiền, lộ dẫn gì đó căn bản không quan trọng. Thành thị rất phồn hoa, nơi này được xưng là có mấy trăm vạn nhân khẩu, hệ thống vận tải đường sông vô cùng phát đạt. Một dặm bên ngoài thành, theo thứ tự là sông Phổ và Thái Hà, trong thành thị đào ra một con sông nhỏ, từ hai con sông dẫn vào trong nước. Nơi này là giao giới con sông do một người chế tạo, trong thành lại trải rộng đường sông, thông qua dòng sông vận chuyển các loại hàng hóa. Trong thành trật tự ngay ngắn, dòng người như nước chảy không ngừng, để cho nơi này nhìn qua dị thường hòa bình. Lúc này, ánh mắt hắn cẩn thận chú ý đến người xung quanh, tinh khí yếu ớt tản ra từ hành động của bọn họ. Trong nháy mắt khi xuất hiện liền biến mất trong không khí, giống như bị thứ gì đó hút đi,
hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ tung tích của tinh khí. Trong lòng hơi nghiêm nghị, thật là lợi hại, thế mà một chút dấu vết cũng không lưu lại. Xem ra trong tòa thành thị này, hẳn là cũng có một tòa động thiên cường đại. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 339, Dương Châu Phồn Hoa, toàn là gián điệp. Lý Thanh yên lặng quan sát toàn bộ thành Dương Châu, sự phồn hoa ở đây vượt xa tất cả những thành thị mà hắn từng gặp. Kiến trúc nơi này phần lớn đều là từ tầng 2 đến tầng 3, cho nên chiếm diện tích kỳ thật rất rộng. Muốn dung nạp 200 vạn người, dọc ngang vượt qua địa giới 30 dặm có mật độ nhân khẩu tương đối lớn là không được. Phải biết rằng thành thị siêu cấp hiện tại, đường kính cũng không quá 30 dặm. Là bởi vì có nhà cao tầng mới có thể dung nạp nhân khẩu ngàn vạn, cổ đại cũng không có điều kiện này, cơ hồ đều là độc môn độc viện. Chỉ có con sông bên trong là trở thành phương án di chuyển tốt nhất cho dòng người trong thành thị. Suốt một ngày, Lý Thanh đi một vòng lớn trong thành Dương Châu. Gần đến màn đêm, dáng đỏ chạng vạng tối nhuộm đỏ bầu trời, hắn mới đứng trước một tòa khách sạn. Tên khách sạn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Có gian khách sạn, đây thật sự là châu bò, lại thật sự có tên như vậy. Là một người xuyên Việt hợp cách, nhất định phải ở trong khách điếm như vậy mới được. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia cười quái dị. Bước vài bước đi vào, một tiểu nhị đã tươi cười tiến lên đón. Mời khách quan vào trong, xin hỏi nghỉ chân hay là ở trọ? Lý Thanh cười cười, ở trọ, cho ta một gian phòng ở trên. Vâng, phòng chữ thiên, phòng ở trên. Dưới sự dẫn đường nhiệt tình của tiểu nhị, Lý Thanh đi tới một gian phòng hoa mỹ. Tiểu nhị nhiệt tình nói, khách quan, ngươi có gì phân phó đều có thể kéo chuông bên cửa, lập tức sẽ có người đến. Lý Thanh khẽ gật đầu, được, lui xuống đi. Nói xong, hắn ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Tiểu nhị nhận bạc, trên mặt lộ ra nụ cười, cung kính lui ra ngoài. Lý Thanh đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn đường phố tràn ngập dáng chiều, dòng người đã dần dần tản đi, khói lửa đã bốc lên. Tạm thời hắn còn không đi Nga Thành, hắn phải giải quyết chuyện yêu đạo trước rồi tính sau. Người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, không tiếng động rời khỏi khách sạn, qua lại từng gia tộc, tiệm sách, trong cửa hàng làm ăn. Tất cả sách đều được ghi chép lại. Bất kể là bút ký tư nhân của những người này, hoặc là các cửa hàng, hoặc là một ít sách tàng cổ xưa, hoặc là các thời đại, kinh sử tử tập. Tất cả những kiến thức có ghi chép đều đang bị hắn thu lấy, tin tức trong miếng ngọc nhiều lần bị nổ tung. Lý Thanh vĩnh viễn tin tưởng một chuyện, tri thức chính là sức mạnh, tri thức có thể chuyển hóa thành sức mạnh. Người không có tri thức vĩnh viễn không có khả năng đạt được lực lượng chân chính. Đây là cương ấn khắc sâu trong tư tưởng linh hồn hắn, 5.000 năm văn minh đều nói cho hắn biết một chuyện, lạc hậu sẽ bị đánh, đây là đạo lý thông dụng ở bất kỳ thế giới nào. Rất nhanh toàn bộ tin tức của Dương Châu thành cơ hồ toàn bộ đều rơi vào trong tay hắn. Trên miếng ngọc cũng xuất hiện một ít nội dung tin tức. Bản cũ, Nhạn Đãng Sơn yêu tộc ghi chép tin tức liên quan. Dương Châu hộ tịch ghi chép. Dương Châu thành hộ tịch ghi chép. Dương Châu thành trừ ma điện tu sĩ ghi chép. Dương Châu thành hài đồng mất tích án. Bản mới, Dương Châu thành gián điệp. Nhạn Đãng Sơn đại viên vương sắp xếp một gián điệp trọng yếu trong thành Dương Châu. Vị gián điệp này là Vạn Ngọc Đường, người của tri phủ Dương Châu của Vương Triều Đại Đường. Trong cơ thể người này có một tia huyết thống yêu tộc. Bởi vì bị Đại Viên Vương phát hiện, cho nên âm thầm kích hoạt một tia huyết thống này để hắn sinh ra yêu hóa. Vạn Ngọc Đường sau khi yêu hóa bị bắt nhược điểm, vì tương lai của mình chỉ có thể lựa chọn đầu nhập yêu đạo. Hơn nữa bồi dưỡng Vạn Ngọc Đường một đường thăng chức đến tri phủ, thậm chí còn chuyên môn để cho một số gián điệp vốn thuộc về Đại Viên Vương bị hắn bắt được, trở thành công tích trong tay hắn. Vạn Ngọc Đường khống chế toàn bộ hệ thống sai dịch thành Dương Châu, hơn nữa còn âm thầm lợi dụng yêu pháp khống chế toàn bộ bọn họ, tổng số lượng ước chừng 500 người. Những người này sẽ ở thời khắc tất yếu, trở thành quân cờ mấu chốt của thành Dương Châu. Lý Thanh nhìn nội dung này, hơi nhíu mày. Không nghĩ tới gián điệp yêu tộc lại làm được vị trí tri phủ, Đại Viên Vương này thật đúng là lợi hại, chí ít trước mấy chục năm đã an bài. Đại Viên Vương tuổi cũng không phải mười mấy, mà là đã vượt qua giáp tử. Nhưng bởi vì có huyết thống yêu tộc, tuổi thọ của hắn tự nhiên vượt qua những người khác. Hắn lại trở thành thiên mệnh chi tử,
Điều này khiến Lý Thanh cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bình thường thiên mệnh chi tử đều là người trẻ tuổi, hơn nữa phần lớn là sinh ra theo thời thế, gần như không có ngày mốt trở thành thiên mệnh chi tử. Nếu Đại Viên Vương mấy chục năm trước đã an bài chuyện này, vậy cũng ý nghĩa thiên địa đại thế đã bắt đầu thay đổi từ mấy chục năm trước. Bây giờ, sắp đến thời kỳ phun trào, Lý Thanh xoay chuyển ý niệm, tập trung tư duy vào tình hình đại khái của thành Dương Châu. Thế lực thành chủ Dương Châu theo thứ tự là thế lực Hoàng Triều Tông Tộc do Dương Châu Vương đại biểu. Chi phủ và Trừ Ma Điện đại biểu thế lực chính thức, cùng với các thế lực đạo thống. Dương Châu Vương, Lý Thế Dương, hắn có hai đứa con, một đứa là Thế Tử, Lý Càn Ngọc, một đứa là Quận Chúa, Lý Hương Liên. Mà thế lực đạo thống thì lấy ba đại thư viện cầm đầu, Pháp Gia, Pháp Học Viện Viện trưởng Chính Tinh Đấu, Nho Gia, Thiên Lý Thư Viện Viện trưởng Chu Trình Lý, Mặc Gia, Nhân Ái Học Viện Viện trưởng Mạc Vân Thiên. Ngoại trừ ba đại thư viện này ra, đạo thống các nhà các phái đều có nơi trú đóng ở đây. Những trụ sở này phần lớn đều là hội quán cỡ nhỏ, chủ yếu là tuyên truyền giảng giải đạo lý của bọn họ, truyền bá lý niệm của bọn họ ở phương diện xã hội. Tổng chỉ huy sứ Trừ Ma Điện là Chu Ngọc Long, cũng là một tu sĩ tu luyện binh gia chi đạo. Đạo binh gia ngoại trừ đạo thống chính thống ra, còn có một bộ phận lưu truyền ở trong vương, triều. Bởi vì tính đặc thù của binh gia, có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với các vương triều, bởi vậy hơn 3.000 năm qua có rất nhiều pháp môn ngoại lưu. Cuối cùng ở trong hoàng triều hình thành một lưu phái độc lập với đạo thống binh gia. Hai bên âm thầm đọ sức, nhưng đạo thống hoàng gia yếu hơn nhiều, pháp môn trung tâm lưu truyền ra ngoài rất ít. Phần lớn đều là chi mạch trong nhà binh tiêu vong, nhưng những chi mạch này ở trong hoàng gia lại được phát dương quang đại. Lý Thanh hơi suy tư về tình hình ở Dương Châu, trong miếng ngọc của hắn tiếp tục xuất hiện một số tin tức. Dương Châu thành cao đẳng gián điệp tin tức tập hợp. Mặc gia, Nhân Ái Học Viện, Mạc Vân Thiên là nơi tạp gia sắp xếp cho tại Mặc gia. Tổng chỉ huy của Trừ Ma Điện, Chu Ngọc Long là phòng chết tung hoành gia sắp xếp trong Trừ Ma Điện. Chi phủ Vạn Ngọc Đường là nơi nhân tộc an bài yêu đạo chết. Giáo tập nhất đẳng của Thư viện Nhân Ái, Vương Trường Vân là căn phòng tử tế huyết ma giáo cài cắm ở thành Dương Châu. Nhiều như rừng, ít nhất cũng phải có 30 gián điệp cao cấp khác nhau, trải rộng khắp các phái trong thành Dương Châu. Cường giả cảnh giới linh thức trở lên trong thành Dương Châu lại có hơn 110, tất cả đều là đủ loại gián điệp. Lý Thanh thấy vậy cũng âm thầm tặc lưỡi, con mẹ nó, cái này cũng quá khoa trương đi. Chương 340, bí mật cổ xưa trong thành Dương Châu. Thành Dương Châu này quan trọng như thế nào, sao lại có nhiều gián điệp an bài ở đây như vậy? Sắc mặt Lý Thanh biến hóa liên tục, hắn cảm thấy dường như trong thành Dương Châu này còn có bí mật nào đó. Trong lòng hơi động, trong tay hắn xuất hiện một sổ ghi chép, hắn bắt đầu viết suy đoán của mình, đồng thời dẫn dắt ngọc bản hoàn nguyên. Bản mới, trong thành Dương Châu hư hư thực thực là bí mật che giấu không biết. Rất nhiều đạo thống đều sắp xếp gián điệp ở trong thành Dương Châu. Bọn họ phân bố ở bên trong các đạo thống, hoàng triều, chính phủ. Số lượng của bọn họ quá nhiều, rất có thể là vì dò xét tin tức nào đó mà hàng năm xếp vào nơi này. Dương Châu thành thập triều cổ sử, Dương Châu thành dân gian truyền thuyết tập, Dương Châu thành lịch đại sự kỷ lục, tổng cộng 7.870 bản. Bản mới, bí mật của thành Dương Châu. Thành Dương Châu chính là cổ thành thập triều, đã từng có đế vương tam triều quật khởi từ nơi này. Lấy bắc phạt thiên hạ, cướp đoạt xã tắc thần khí. Dương Châu Thường Châu ẩn giấu một bí mật này dường như có liên quan đến thời đại 300 năm trước trong truyền thuyết. Nhưng bí mật này vẫn luôn bị ẩn giấu, không có ai biết bí mật này là cái gì. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn mơ hồ chế tạo tính nguy hiểm trong đó. Xem ra thiếu tin tức mấu chốt, cho nên không thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Khẽ lắc đầu, hắn thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Thôi, bí mật của thành Dương Châu sau này hãy nói. Bây giờ quan trọng nhất là để thành Dương Châu phát hiện, liên minh yêu tộc Dương Châu thành lập. Như vậy, hắc thủ thứ tư cũng nên online rồi. Phương thức của bàn tay đen thứ tư, hãy chọn dùng trí nhớ ban cho đi. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nguyện vọng thuật có thể phát huy ra các loại hiệu quả kỳ lạ, gần như thiên biến vạn hóa, là lực lượng thích hợp nhất với tư cách độc thủ. Ban đêm, Lý Thanh lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ở Tổng Đà Kim Tiền Bang. Thành Dương Châu ba đại bang phái,
Kim Tiền Bang, Thanh Long Bang, Thủy Nguyệt Bang. Trong đó Kim Tiền Bang chủ quản sòng bạc, tửu lâu. Thanh Long Bang quản lý tất cả ngành nghề hạ cửu lưu, từ thuyền hành, xe ngựa, nha hành, dạ hương phu, chợ. Đều liên quan đến cơ sở dân sinh, bọn họ đều âm thầm nhúng tay vào. Thủy Nguyệt Bang khống chế gần như tất cả các ngành nghề liên quan đến nữ nhân. Những ngành nghề liên quan đến thanh lâu, son phấn, tơ lụa đều có bọn họ nhúng tay vào. Tam đại bang phái nước giếng không phạm nước sông, cơ hồ bao trùm toàn bộ cuộc sống hàng ngày của phàm nhân bình thường thành Dương Châu. Sau lưng tam đại bang phái, toàn bộ đều có người trừ ma điện, chi phủ hoặc là Dương Châu Vương khống chế. Kim Tiền Bang chủ Mã Minh Nguyệt, một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, dáng người phúc hậu, sớm đã không còn ác liệt như trước đây. Sống an nhàn sung sướng, khiến cuộc sống của hắn trôi qua vô cùng tốt. Lúc này, hắn đang ở trong thư phòng của mình xem một quyển kinh sử, nuôi dưỡng khí độ của mình, gia tăng học thức của mình, miễn cho bị người ở bên ngoài khinh bỉ. Một bóng người xuất hiện sau lưng hắn, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà xông vào trong đầu hắn. Khi Mã Minh Nguyệt tỉnh lại lần nữa, trong mắt đã toát ra cuồng nhiệt. Mã Minh Nguyệt nhất định là vì đạo văn minh mà chết theo mình. Lý Thanh chưa từng xuất hiện trong mắt hắn, Mã Minh Nguyệt cũng không biết người mình thuần phục là hư vô tồn tại. Tổng đà của Thanh Long Bang ở một bờ sông trong thành, xây dựng thập phần phồn hoa, dựa vào một bến tàu, người bên trong tùy thời có thể ngồi thuyền rời đi. Khi Lý Thanh tới nơi này, bang chủ của Thanh Long Bang Vương Xuân Hàn đang dùng bữa tối. Một người lẳng lặng dùng cơm, tuổi của hắn bất quá hơn 30, mặt trắng không râu, toàn bộ đều lộ ra một loại khí tức âm lãnh, đặc biệt là một đôi mắt tựa như rắn độc. Lý Thanh nhận thấy được trên người hắn có tinh khí dao động, trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, lại có tu vi trong người. Lý Thanh vừa lóe lên một cái đã xuất hiện sau lưng hắn, trong nháy mắt tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm đã đè xuống. Vương Xuân Hàn vừa định hành động, một bàn tay đã đặt lên đầu hắn, lực lượng khổng lồ khiến hắn không dám động đậy. Ngươi là ai? Sau lưng ta là Trừ Ma Điện. Hắn lạnh lùng quát. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà đã vô thanh vô tức rơi vào trong đầu của hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã mất đi ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, trong mắt Vương Xuân Hàn cũng lóe lên một tia cuồng nhiệt. Lý Thanh biến mất ở nơi này, mấy hơi thở sau thì tới Thủy Nguyệt Bang. Trong một tòa lầu nhỏ cổ kính, một nữ nhân trung niên chừng 40 tuổi đang gảy bàn tính tính tiền. Ngô Mai Hương là một người mê tiền, nàng đối với tiền tài có chấp nhất khác thường, nhưng nàng chỉ kiếm tiền của nữ nhân. Dùng lời của nàng mà nói, tiền của nữ nhân là tốt nhất kiếm. Lý Thanh xuất hiện ở sau lưng nàng, Ngô Mai Hương hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà im ắng tràn vào tâm linh của nàng, đem nàng hoàn toàn khống chế. Một khắc sau, Lý Thanh xuất hiện trong một tiểu viện tồi tàn. Trong sân có một thư sinh nghèo khó, dưới thế công của Lý Thanh, thư sinh này rất nhanh đã bại trận. Sau khi ký huyết thệ, thư sinh Văn Trinh Minh trở thành tai mắt của Lý Thanh ở chỗ này. Lúc trăng lên cao, Lý Thanh đã về tới khách sạn của mình. Trong tay lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu viết chi tiết kế hoạch của Đại Viên Vương, còn có gian tế của tất cả yêu tộc trong thành. Ta hy vọng là bọn họ có thể giằng co với nhau, duy trì một trạng thái bình tĩnh, tạm thời đừng quấy rầy ta. Trong quá trình này, muốn cho tiểu đệ thử tận khả năng lập công, càng thâm nhập trở thành tâm phúc của Đại Viên Vương. Phương thức tốt nhất là để cho chuột tiểu đệ trở thành nguồn tin duy nhất của Đại Viên Vương. Như vậy kế hoạch có thể đến như vậy. Lý Thanh yên lặng viết kế hoạch của mình. Viết xong, móc ra quẻ khí của mình, lợi dụng quẻ khí của mình suy tính tính khả thi của kế hoạch này. Sau đó lại tiến hành sửa chữa, để kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Qua một đêm, ngày thứ hai trên mặt Lý Thanh mang theo ý cười. Ha ha, hy vọng các ngươi thích ta phần đại lễ này. Tiết Long Sơn, Pháp gia tu sĩ, Pháp học viện học sinh, tu vi trúc cơ tráng thể cảnh. Sáng sớm, hắn đang từ trong giấc mộng tỉnh lại, đang rửa vết dầu mỡ trên mặt. Uống một hớp nước lạnh, cả người đều tinh thần không ít. Trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm, hôm nay muốn khảo hạch kinh nghĩa, đêm tối khổ đọc một lần, hôm nay hẳn là có thể phát huy ra không ít thứ. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, cả người hắn bỗng nhiên hơi sững sờ. Hắn cảm giác trong đầu mình bỗng nhiên nhiều hơn một ít trí nhớ. Hắn thấy được một cảnh tượng trong một cung điện quái dị. Bầy yêu hội tụ, một nam tử khuôn mặt anh tuấn ngồi ở trên cùng, tay cầm trường bổng màu vàng, khí khái thông thiên. Ngay sau đó hình ảnh lại chuyển đổi, hắn thấy được một người, người này hắn biết.
Tri phủ đại nhân Vạn Ngọc Đường từng xuất hiện trong một lần văn hội. Lúc này, hắn phát hiện mình tựa hồ đứng ở bên cạnh Vạn Ngọc Đường, đang xem nội dung hắn viết. Mà khi hắn nhìn thấy nội dung, lập tức tràn đầy khiếp sợ. Các bạn vừa nghe xong tập 34 của bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngượn Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.